Hello chị. Chị cũng đã đến rồi. Sinh nhật gì rồi? Sinh nhật phòng lo thì rất là đông các anh chị đến chúc mừng sinh nhật. Dạ thì phải nói là rất là tuyệt vời cái ngày hôm nay cả nhà. Được chị Loan phải nói là rất là mừng và cũng như là rất là vui luôn cả nhà. Chị Ni cũng vừa đến luôn, chị Ni và cùng với lại bé Mộng Cầm cả nhà đến đây. Chị đến chị là thủ rất là nhanh, chị vào bên trong luôn để mà gặp người em thân thương của mình, thường gọi là bé mớm cả nhà. Chị tranh thủ lên vô trong nhà thì đóng cửa lại liền và chị lên trên liền để gặp chị mớm để mà nói chuyện, để mình chúc mừng sinh nhật cái ngày hôm nay. Ngày nay là ngày 23, ngày mai mới đúng là ngày sinh nhật của chị. Chắc nữa nữa chị lại qua tuổi mới, tuổi hiện tại tuổi 37 và tuổi 38 cái nhà. Thì được chị đi đến nè, chú Chánh đến nè, bé Mụ Cầm đến nè, và hiện tại là mọi người đã ở bên trong các bánh sinh nhật ăn rất là vui luôn. Nhân nhân thì rất là mừng vì được chị gái ở bên Mỹ cái nhà, chị Hoàng Anh. Chị tin cậy cũng như là quý mến hậu nhân, nhờ hậu nhân đi mua một cái bánh kem, và chị có chia sẻ như thế này rất là dễ thương luôn. Em có đi mua cho chị một cái bánh kem rau câu, bánh kem rau câu rất là ngon luôn, em cứ mua đi, nhiêu tiền đó chị biết, một cái bự nha em. Hello anh đó thì đi vô trong thấy cái bánh kem đó là đẹp nhất đó cả nhà, mà nó chỉ có một kiểu thôi, nó đều đều vậy thôi, không thấy bự hơn đó. Để một cái 340, hiện tại anh Tài 66 cũng đến đó nha, từ sáng giờ trong quá trời giờ mới thấy nè, tối quá cô chú à. tối quá Ai trời. đây trời Mua hộp cơm không mua cho em hộp luôn em biết mẹ ăn cơm đó cả nhà. Anh em bây giờ buổi trưa là dùng cơm trưa đó cả nhà, bên trong nè anh Tài, anh Ba Miền, hai anh em ngồi cái bên ăn, rồi Hậu Nhân ngồi ngoài quay chia sẻ nhà mình xem. Thật sự nói thật sự thích, và sao không biết sao cảm nhận đấy, nhiều khi thích lên ngồi nói chuyện ở nhà vậy lắm luôn nè, nhìn và nói chuyện tâm sự với cả nhà, được cả nhà yêu thương cũng rất là mừng luôn, cả nhà mừng lắm và thật sự là vui lắm luôn. Ai quên nữa, có chuyện này Hậu Nhân muốn chia sẻ với cả nhà, cái này cả nhà nè. Đó, thì chiều nay á, là 19 giờ là tới 23 giờ có nhà mình hãy tạo một kênh TikTok đi. Rồi mình vô mình săn xe mình mua hàng. Đây cả nhà bé Mông Cầm đi ra ngoài này cả nhà. Mua cà phê cho mẹ. Cả nhà mình tạo kênh TikTok đi. Và cả nhà mình nên nhớ một điều như thế này. Nếu mà cả nhà mình chưa mua lần nào á, cả nhà mình hãy lên mua cái sản phẩm nào đó thì rẻ tiền thôi. Rồi để cái nhà mình đăng ký cái địa chỉ cái nhà mình đang ở, rồi số điện thoại của mình để YouTube mình để ra TikTok người ta nhớ mình đó. Lúc rồi cái nhà tối nay chị Loan lại chim mà cái nhà không có cần đăng nhập nào nữa, cái nhà muốn mua cái nào cái nhà mình xác nhận gì đó mình mua thôi đó, rất là dễ luôn. Thì ngày hôm qua thì cũng có cái cô ở đâu mà ở ngoài Bắc á cả nhà gọi vô nói con Hạo Nhân hả, nói dạ con Hạo Nhân, cô có nhờ con mua đồ trong phiên live của chị Hồng Loan. Thì Hạo Nhân mới hỏi là cô có kênh TikTok không, nếu có thì cô mua luôn cho dễ, nó đó không có tao. Nhưng mà chị cô là làm kênh TikTok đi đó, qua set like mình tạo bấm chỉ kênh, bấm chỉ TikTok thôi, hoặc là trên đó nó có cái dấu nhỏ nhỏ này nè, cái hình của cái âm thanh đó, bấm vô mà nó là TikTok là nó sẽ ra mình tải về, mình không biết thì mình sẽ hỏi mọi người ta chỉ cho và đăng ký đăng nhập thế nào có, nó rất là dễ luôn đó nha, tại mình không biết mình cảm thấy khó thôi chứ biết rồi thì nó sẽ rất là dễ. Để mà cả nhà mình có cái kênh TikTok muốn mua những sản phẩm khác cũng được, mua bánh mua kẹo mua những sản phẩm tiêu dùng nó đều có đầy đủ hết trên đó luôn, và nhận và trên đó được mình mua tích tên TikTok á, thì sẽ được trợ giá rất là nhiều luôn, nhất là những cái kênh mới lập là được trợ giá rất là nhiều, mình mua rẻ hơn. Thế tự nhiên bây giờ cả nhà thấy á, người ta đang livestream á, người ta nói là cái sản phẩm này 250, nhưng cả nhà kênh mới cả nhà mua vô lắm thì 230 hoặc là 220 thôi, TikTok trợ giá cho mình đến như vậy đó đó. Nên ở cái nhà mình chưa có TikTok á thì phải tạo TikTok mình mua hàng ngày tối đêm nay.
thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị khi hội nhân á, là em ơi em mua giùm chị đó, nhưng mà mua giùm cả nhà, cả nhà nhớ lưu ý như thế này: nếu mà hội nhân mua giùm cả nhà thì mua hội nhân đặt hội nhân mua, hội nhân phải gọi là cả nhà, tại vì cái người mà nhận á là cả nhà đó, còn hội nhân là chỉ là cái người mua thôi, thì cái số điện thoại không phải là số điện thoại hội nhân mà gửi về số điện thoại cả nhà, thì có bắt buộc là cái gỡ cái lúc mà xác nhận cái mã nó sẽ gửi về cho cả nhà, nó gửi về cái số điện thoại mà người nhận á, là như là cô chị A chỉ mua mà nhờ hậu nhân mua giùm á, là phải gọi nó gửi cái mã 4 số hay gì đó cả nhà, nhưng hậu nhân nhớ 4 số, gửi cái mã đó và mình nhập vào đó, là mình xác nhận mình mua đơn hàng đó. Hôm qua thì mình hình hậu nhân cũng chỉ cho cô đó như thế vậy, như vậy đó cả nhà đó. Thì sẵn cái sinh nhật này thì bên công ty cũng như là bên nhà cung cấp của chị Hồng Loan là rất là nhiều nhãn hàng luôn đó, thấy vậy rồi tham gia chương trình với chị Hồng Loan bán những sản phẩm khác nữa. Chị Loan tối nay sẽ like bán mỹ phẩm nè, rồi bán những sản phẩm khác nữa đó. Sẵn đó thì trong những cái phiên like đó thì sẽ có những cái sản phẩm mà phải gọi là giảm giá 70% có nè, và giảm giá còn 9%, còn đơn hàng 9.000 cũng có, và đặc biệt nhất là đơn hàng 1k, 9k và 1k đó, nhà thấy không, rất là tuyệt vời luôn. Tối nay nó phải nói là cái giá live stream cái nhà mình không sợ là mua không có đâu cả nhà, tại vì live stream cho tới 5 tiếng đồng hồ lận, thì cái nhà mình cứ thoải mái từ từ mua thôi, chứ sợ là cái sản phẩm nó lên cái nhà mình nhấp chuột không kịp thôi đó. Live stream 5 tiếng mà cả nhà biết tối nay là kinh khủng như thế nào, cả nhà cũng sẽ ở trên đó quay và chia sẻ cả nhà mình xem. Cả nhà mình chưa biết tạo TikTok thì nhờ con, nhờ cháu hay nhờ anh em nào đó, hoặc là có thể là cả nhà mà ở gần cái cửa hàng điện máy xanh hoặc là thế giới di động đó, cả nhà mình ra ngoài đó, nên chung là cửa hàng thế giới di động hoặc là sửa chữa điện thoại cũng được, cái nào mà làm bên chuyển tiền này kia là người ta đều biết làm hết, người ta sẽ tạo dùm cho cả nhà đó, và chỉ hướng dẫn cho cả nhà thật là kỹ để lúc mà cả nhà mình muốn mua thì sẽ rất là dễ luôn đó. Thì cả nhà mình nếu không biết nữa thì bình luận bên dưới. Hôm nay thì hậu nhân không thể nào mà thời gian nó rất là còn gần tới rồi, không có thời gian rảnh để mà chỉ chi tiết hơn. Ngày mai rảnh thì hậu nhân sẽ chỉ, em nói chung ngày mai thì hết rồi đó, những cố gắng làm chi tiết nhất có thể để mà gửi đến cho cả nhà mình xem nó. Thì cả nhà mình muốn ấy thì tối nay cả nhà mình hãy ghé vào kênh TikTok Võ Thị Hồng Loan ha, mua. Trước khi chị Hồng Loan like, lúc mà chị Loan like thì hậu nhân sẽ lên hậu nhân coi lan like trên TikTok nào, hậu nhân sẽ chia sẻ liền cho cả nhà mình biết để cả nhà mình có thể là mua hàng vô là mua hàng được liền ha cả nhà. Ồ, đây có một chiếc xe đến mua hàng hay gì nữa cả nhà, hay là anh chị nào đây? Dạ thì ngày nay là 23, hậu nhân cũng xin chúc cho đại đình đại sĩ trong kênh á thật là nhiều sức khỏe nè, và thật là nhiều thành công thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho đại đình mình luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn nhất nha. Dạ xin chân thành và đại thành cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Dạ. Đừng có chạy đây cô. Đừng có chạy nha. Rồi.